Các biện pháp mới sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày mai 28 tháng 6 và kéo dài trong 30 ngày, bao gồm lệnh cấm các nhà hàng ăn uống ở thủ đô Bangkok và 5 tỉnh xung quanh. Các trung tâm mua sắm ở Bangkok và 5 tỉnh lân cận phải đóng cửa trước 21 giờ tối. Các bữa tiệc sự kiện chỉ được phép tổ chức với tối đa 20 người. Các công trường xây dựng sẽ phải đóng cửa và các khu trại của công nhân sẽ bị phong tỏa để kiềm chế các ổ dịch. Thái Lan đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất kể từ năm ngoái đến nay. Kể từ tháng 5 vừa qua, 37 cụm lây nhiễm đã được phát hiện tại các khu trại của công nhân ở Bangkok. Thái Lan ngày 27 tháng 6 ghi nhận thêm gần 4.000 ca nhiễm mới COVID-19 cùng 42 trường hợp tử vong.